Hôm nay 7 tây tháng 2 năm 2024, Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện quý mạnh thường quân nhóm Mỹ Tho xưa và nay thông qua em Quỳnh Chí Hiếu trao yêu thương cho em Trương Thị Hồng Phượng. Thì Phượng sau khi chồng qua đời thì Phượng bị trầm cảm, bây giờ thì tâm thần luôn, bây giờ nằm đây. Rồi nè, đây là con trai của Phượng. Con đây là xuất quà nghĩa tình của nồi thịt kho, nồi thịt kho ngày Tết của Xuân Giáp Thìn ha. Chú Hiếu đăng bài thì vận động được thì trao cho con. Rồi đây, đi hôm nay Linh đi với Mỹ An. Nhà Phượng thì ở Phượng thuê phòng trọ ở chỗ chị Minh Trần ở đường đường D Hùng Vương. Rồi hả, nếu mà nhận có quà thì Linh tiếp tục trở lại, bị hoàn cảnh của Phượng rất là khó khăn. Rồi hai Linh bye bye. Rồi hai về nha con. Đang rồi.